Trong số phát sóng mới nhất của chương trình Sao Đi Làm, người mẫu An Tây bất ngờ tiết lộ chuyện cô và một nam rapper đã bí mật hẹn hò hơn một năm qua. Cô không cho biết cụ thể danh tính nửa kia, song khẳng định đang rất hạnh phúc và đánh giá cao bạn trai. Dân mạng đồn đoán đó chính là rapper Gonzo, học trò cưng của Benji, đồng thời là cựu thí sinh rap Việt mùa đầu tiên. Hồi tháng 8 năm 2022, cả hai đã bị bắt gặp cùng đi xem một trận đấu bóng rổ. Tài khoản mạng xã hội của họ đều theo dõi đối phương. Gonzo nhận được nhiều sự yêu thích bởi cách giao vần sáng tạo, câu từ sâu sắc và thành tích học tập tốt. Tuy dần chân ở vị trí top 8 nhưng anh vẫn được xem là một trong những thí sinh thành công khi trở thành nghệ sĩ độc quyền của Space Speaker. An Tây sinh năm 1995 tại Tây Ban Nha, sau đó cùng bố và em trai chuyển đến Việt Nam sống từ khi còn nhỏ.